Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Phạm Hùng Stock Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề là so sánh cổ phiếu CEO và CE. thì Chúng ta sẽ có ba cái góc cạnh để chúng ta phân tích Thứ nhất quy mô vốn, thứ hai các cái chỉ số tài chính Thứ ba là phân tích kỹ thuật Chúng ta đi vào cái thứ nhất là quy mô vốn nhé về quy mô vốn thì em sẽ lấy mốc là ngày 30 tháng 6 và bởi vì chúng ta xem cái báo cáo tài chính là kết thúc ngày 30 tháng 6 tức là hết quý 2 thì lấy cái mốc này để so sánh nhé ờ, về CI -E và CEO cái cổ phiếu lưu hành thì nó cũng ngang nhau quanh à, quanh 200 một bên là CI -E 284 triệu cổ phiếu và CEO là 257 triệu cổ phiếu về vốn chủ sở hữu thì CI -E vượt trội hơn hẳn gần như là gấp gấp đôi Đấy, hơn gấp đôi với CEO CI CE là 1.8.100 à, tỷ còn CEO là 3 787 tỷ thôi về vốn hóa thì uh, CI lại kém với CEO đấy, kém gần, gần 4.000 tỷ CEO là 9.000 còn CI là 5 .000 tỷ thôi đấy thì vốn hóa là do cái thị trường quyết định mọi người nhé vốn hóa là do thị trường này, do nhà đầu tư quyết định họ mua với giá nào. Đó. Và tiếp theo về cái tình hình tài chính. Về tình hình tài chính thì tại sao em lại lấy EPS để so sánh? Bởi vì cái quy mô tài sản ấy nó khác nhau và cái nợ ít và nợ nhiều ấy. Về nợ thì ừ, ông CI .E. này thì nhiều hơn hẳn. Các bạn có thể thấy được là nợ trên vốn chủ sở hữu của CI .E. là 2.29 bình thường ấy khi mà trong sách vở thôi là các cái doanh nghiệp nợ trên vốn chủ sở hữu là một trên 1,5 là cũng đã là rủi ro rồi ở đấy nhưng còn CI là trên 1,5 nhá CEO là 0.83 là trong cái tỷ lệ rất là an toàn về tỷ lệ lãi dòng thì của CI là chỉ là 1,6 phần trăm thôi còn CEO là 11,62 phần trăm đấy thì chúng ta thấy được cái tỷ lệ lãi dòng tức là lãi trên cái 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 phần uh, giá vốn uh, là 11,62 tỷ lệ EBIT này tức là cái tỷ lệ um, lãi trước thuế của ông CEI là 27,54 và CEO là 21,91 tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh thì của CEI chỉ là 5,84 thôi còn Ông CEO này là 17,52%, tức là sao? Chúng ta có thể thấy được là CEO kinh doanh từ cái mảng kinh doanh chính đang là có cái tỷ lệ lãi rất là lớn so với ngành và so với CI. E. Về RA thì ông CI e và là RARE nhé e là kém cạnh hơn hẳn so với CEO. có thể nói là CI e thì quy mô tài sản của ông ấy lớn, hạ tận hai mấy 26 nghìn tỷ. Nhưng mà CEO thì uh, tổng tài sản thì quanh quanh đâu đấy 3.000 8.000 tỷ gì đấy. Đúng không? Thì ROE này, ROE thì mới là cái mà chúng ta quan tâm chính, bởi vì ROA .E. nó cái tổng tài sản thì ông nào vay nhiều thì tài sản nó 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 lớn. Đúng không? Thì uh, chúng ta quan tâm đến cái ROE ROE Return on Equity nó là cái thu nhập tỷ lệ thu nhập trên uh, vốn chủ sở hữu thì của CI chỉ là 1,1% thôi nhưng của CEO là tận 8% đấy thì uh, qua cái tình hình tài chính này chúng ta có thể thấy được là CEO là vượt trội hơn hẳn về cái mạng tài chính uh, về cái báo cáo tài chính nhìn cái chỉ số cái là đã thấy yêu rồi đúng không tiếp theo về cái hàng tồn kho của CI đi hàng tồn kho của CI thì vào cái ngày 30 tháng 6 2023 ờ, chúng ta thấy được hàng tồn kho là 882 tỷ tuy nhiên là về cái thành phẩm bất động sản chỉ là 460 tỷ thôi và trong 460 tỷ này thì cái dự án khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 ở phân khu Thủ Thiêm chúng ta có thể, thể, thấy được là cầu thủ thiêm này em có để cái hình ảnh minh họa và cái lô 3.15 đây là ngay dưới chân cầu nó cũng khá là đắc địa đúng không đấy thì nó có cái giá vốn và thành phẩm của 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 cái khu này của CI là 391 tỷ 391 tỷ cái khu này đấy và khả năng bán thì cũng thu lại được gấp 2 gấp 3 lần đấy doanh thu nhé còn chưa trừ chi phí Uh, rồi tiếp theo về cái hàng tồn kho của CEO về hàng tồn kho của CEO thì có rất nhiều thứ để nói mọi người nhé thứ nhất là hàng tồn kho của CEO là 1.357 tỷ về cái mạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang còn tổng của nó là 1 458 tỷ cơ đấy và cái chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này thì cũng bao gồm một số các dự án như sau uh, Sonansi vân đồn này là 300 gần 360 hecta ờ, dự án quốc oai đây quốc oai đây là khu uh, chung cư bamboo garden này là 10.500 uh, mét vuông tức là hơn 10 hết hơn uh, có có một hecta thôi Đúng không? và khu uh, river Seal city đây là 126 hecta uh, khu cao cấp sona residence Phú Quốc là 160 hecta đấy ở Phú Quốc còn một vài dự án nữa của Sunasi nhưng mà chưa chưa khai thác thôi và cộng thêm là Sona, ông CEO này có rất là nhiều cái khách sạn và đang khai thác tại Phú Quốc các bạn nhé nên là CEO này hoạt động kinh doanh từ bất động sản sẽ là chủ yếu về cái mục tiêu kinh doanh của hai mã cổ phiếu này CI thì là tham gia quá trình xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trong trong đó ấy, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông này uh, sản xuất cung cấp nước sạch xử lý nước thải và một phần là cũng phát triển kinh doanh bất động sản uh, nhưng mà về CI thì theo mình thấy CI sẽ phát triển và kinh doanh bất động sản trung cư đấy còn CEO thì hướng đến cái mục tiêu trở thành những cái doanh nghiệp tư nhân đa ngành nghề của Việt Nam này, CEO thì tập trung vào trụ cột kinh doanh cốt lõi là bất động sản này, xây dựng và dịch vụ về bất động sản thì ông này xây dựng uh, kinh doanh hầu như là đất nền, Đấy, đất nền là một này và đất uh, du lịch, đấy, du lịch uh, về phần kết ấy, à, uh, trước đấy thì mình sẽ đi vào phân tích kỹ thuật trước nhé cho mọi người có một cái góc nhìn đi à, đi vào CE trước đi về CE thì sau một cái cú chỉnh của thị trường ấy thì CE đang có cái dư địa là tích lũy với cái volume nhỏ thì mình cho là đây cũng sát đáy rồi cũng sát đáy rồi và giá cả này cũng hợp lý nếu mà có chỉnh uh, theo cái sóng Ilios sóng 3 À, sóng chỉnh uh, ABC thì đây mình sẽ có vẽ cho các bạn một cái sóng chỉnh nhá Đây là sóng chỉnh một này đấy cú hồi B này và sóng chỉnh thứ hai thì gần như là nếu mà có chỉnh ấy thì sẽ về quanh quanh giá 18 thôi không thể nào mà thấp hơn được rất là khó để thấp nếu mà đã thấp hơn thì nó sẽ gãy luôn chứ không phải là thấp hơn là 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 sóng chỉnh đâu nhé sóng thấp hơn cái giá 18 là khả năng là gãy gãy luôn cái sóng đấy còn CEO đi Để từ mình tắt cái là đấy CEO thì cái dòng tiền của CEO đang cực kỳ tốt mọi người nhá chúng ta có thể thấy được cái dòng tiền này liên tục gom và đến thậm chí là thời điểm hiện tại dòng tiền vẫn đỡ bình thường khi mà thị trường điều chỉnh nhá. Novaland thì hôm thứ sáu thì giảm 2% đúng không? Còn CEO thì chỉ điều chỉnh một chút thôi, vẫn đang tham chiếu. Và thậm chí trong phiên là có những cái ngưỡng mà xanh đến 2 2% thì mình đánh giá đây là một cái động lực khá là tốt của CEO và động lực của dòng tiền và cái tiềm lực của doanh nghiệp CEO còn rất nhiều cơ hội à, CI thì bây giờ Chúng ta phải đợi cái sóng Chỉnh của họ Hoặc là thậm chí là nếu mà anh chị nhà đầu tư nào Bây giờ muốn tham gia thì chia vốn và tham gia dần Chứ đừng nên ôn in Vì chúng ta phải quản trị được cái rủi ro Khi mà tham gia Một cái cổ phiếu này đấy. đấy Tốt nhất là nên chia vốn ra Kể cả CEO bây giờ các bạn tham gia thì cũng Cần phải xem xét Rồi Uh, thì chúng ta cũng đi vào phần kết của video này thôi. thì uh, phần kết thúc ý, cái video này thì cũng so sánh hai cổ phiếu cũng mang tính chất tham khảo và đưa ra cho các bạn các anh chị nhà đầu tư cái góc nhìn. Uh, video này không có cái tính chất là kêu gọi và đầu tư cái mã nào cả. và việc đầu tư các bạn cần xác định cái thời điểm và uh, vĩ mô và vi mô của mỗi cổ phiếu nhé. khi mà up cái video này lên thì sẽ kéo dài năm này qua năm khác nên là mỗi một thời điểm các nhà đầu tư xem cái video này là một cái câu chuyện mới của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ tìm hiểu và cập nhật liên tục. Cảm ơn các bạn các anh chị nhà đầu tư đã đón xem nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn muốn tham gia nhóm thì có thể quét qr trên màn hình. Cảm ơn các bạn các anh chị nhà đầu tư đã đón xem.